Ok anh chị em, hôm nay Huy sẽ cùng anh chị em soi trang Ubitech dựa trên cái Similarweb, tức là cái trang sẽ phân tích những cái chỉ số của website. Ở đây thì Huy sẽ search là ubitech.com và chúng ta sẽ cùng nhau soi cái website này. Thứ nhất, chúng ta thấy là gì ạ? Tổng số lượt truy cập. Đây là 3,37 triệu lượt truy cập trong tháng này. Trong đó chúng ta thấy là gì ạ? 83% là máy tính và 16% là điện thoại. Như vậy là rất nhiều người truy cập vào website bằng máy tính. Điện thoại thì có thể là một số anh chị em mà đã tải app rồi thì sẽ không vào website nữa. Website chỉ dành cho những người mới, họ đang tìm hiểu thôi, và đa phần họ tìm hiểu thì họ sử dụng máy tính. Và cái xếp hạng ở trên thế giới là Global Rank là 11.000 ở quốc gia, và quốc gia với thứ hạng xếp hạng cao nhất đấy là Đài Loan, với thứ hạng là hơn 1.000, với cái xếp hạng trong ngành ở đây là ngành investing, tức là ngành đầu tư. Ngành đầu tư thì xếp hạng thứ 149, thì xếp hạng này khá là cao anh chị em nhé. Tất cả các xếp hạng này đều khá cao với một cái website mới ra mắt chưa được 1 năm, mới chỉ được vài tháng thôi. Đấy, mỗi tháng có hơn 3,3 triệu lượt truy cập. Và những cái thành viên mà đã là thành viên của Ubit rồi, đã stake rồi, thì đã đăng ký tài khoản rồi, thì họ sẽ tải app về họ dùng. Họ sẽ ít khi họ vào lại website nữa. Được chưa? Và đây là hầu hết là những cái khách hàng mới, những cái người mới họ đang tìm hiểu thôi. Rồi. Mỗi người khi mà truy cập vào ấy, thì họ sẽ trung bình họ sẽ xem khoảng 7,4 trang, tức là họ sẽ xem trang này, họ xem trang kia, họ xem trang khác, là trung bình họ sẽ xem khoảng 7,4 trang đấy. Và cái thời gian xem trung bình của mỗi một khách khi vào trang Ubitech đó là khoảng 7 phút 6 phút 57 giây, khoảng khoảng 7 phút gì đó. Và cái tỷ lệ quay trở lại, khoảng độ 9,5%. Tức là cứ có 10 người thì có khoảng đâu đó một người quay trở lại xem cái website này. Tất cả các chỉ số này đều khá là tốt anh chị em nhé, đều khá tốt. Rồi ở đây thì nó có so sánh với cả một số cái coin khác, một số cái sàn khác. Thì chúng ta thấy ở đây nó cũng có tương tự như vậy. Và đây là cái khối lượng, cái số lượng người truy cập vào mỗi một ngày, ví dụ như là ngày mùng 1, mỗi một tuần anh chị em nhé, một tuần từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 9 thì nó có 442.000 lượt truy cập, và từ 22 đến 28 tháng 9 thì có hơn 1 triệu lượt truy cập đó. Và các cái quốc gia hiện nay đang truy cập vào Ubitech nhiều nhất là những quốc gia nào? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là Đài Loan xếp thứ nhất với 9,2%, tiếp theo đến Ấn Độ là 8,45%, Singapore 5%, Ai Cập là 5% và Indonesia là 5%. Như vậy là chúng ta thấy rằng là chưa thấy Việt Nam vào top những cái quốc gia truy cập vào Ubitech nhiều nhất. Điều này có hai cái ý nghĩa thứ nhất, đây là một dự án quốc tế. Rất nhiều người gặp những cái dự án sàn ảo, sàn scam, sàn lừa đảo đến từ Việt Nam, sau đó lại lấy người Việt Nam, lừa người Việt Nam, xong rồi rất nhiều các cái hệ lụy, các vấn đề. Đúng chưa? Nhưng mà với Ubitech thì chúng ta thấy là gì ạ? Việt Nam còn rất là nhỏ, chưa có ở trên bản đồ thế giới. Và trong thời gian sắp tới có lẽ là Việt Nam cũng sẽ tăng trưởng rất là nhanh mà thôi. Rồi, anh chị em thấy những cái mức độ tăng trưởng toàn trên mấy trăm phần trăm. Về phần marketing thì cái kênh marketing chính thì đến từ truy cập vào trực tiếp. Truy cập trực tiếp tức là sao ạ? Là họ nhấn vào cái đường link mà có cái chữ Ubitech. Đó. Một phần nhỏ khác đến từ cái phần search trên Google. Một số anh chị em search trên Google có 14,7%. Đấy, còn một số cái khác đến từ mạng xã hội. Nhưng mà truy cập trực tiếp vẫn là nhiều nhất. Đó. Điều này chứng tỏ rằng là Ubitech có một cái sức hút rất là lớn. Tính riêng về nguồn truy cập từ các cái mạng xã hội thì trong đó thì Facebook chiếm hơn 54%, Twitter 42%, YouTube chỉ chiếm có 1,97% thôi. Đó, như vậy là gì ạ?
Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là YouTube vẫn đang là một kênh để mà chúng ta truyền thông rất là tốt, bởi vì nó chưa có chiếm cái khối lượng nhiều. Ok, như vậy là chúng ta đã soi các cái chỉ số của sàn Ubitech với website SimilarWeb. Đây là một website rất là uy tín để chuyên phân tích các cái website khác, và chúng ta thấy rằng là những cái người truy cập vào website Ubitech rất là đông và thứ hạng của website rất là cao. Điều này chứng tỏ với uy tín của cái website Ubitech là rất là ok. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi mà nạp tiền vào một website với một cái thứ hạng cao như vậy. Nó thể hiện cái uy tín cũng như là sự an toàn của website. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em. Nhớ comment và đăng ký kênh để chúng ta sẽ nhận thêm nhiều video nữa.